tôi rung rung những chiều thương nhớ, những lời thầy dạy nay vẫn hang còn. Rừng cây xanh tươi say rợp lá máu, phù xanh đôi trong rừng cây tìm ta. Từng cơn gió thổi lá rơi bên đàm, hai bên vệ đường những trưa chưa nắng hạ. Khách đi đường ngồi dưới bóng sâm la, xe chạy nhanh bụi hồng tô la thắm. Hàng cây nhịp nhàng như nghiêng nghiêng về hiên tây, ai gánh mùa ra về đâu đâu thôn này, ai dặn bò dẫn trâu đi đường vắng, tình quê hương đường nhường theo gió nước mây. Rung rung những chiều thương nhớ, những lời thầy dạy nay vẫn hang còn. Rừng cây xanh tươi say rợp lá máu, phù xanh đôi trong rừng cây tìm ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con có duyên sự xin cúi đầu định để dâng lời tác Phật. Kính thưa Sư Phụ, từ ngày chúng con đến các tường tỉnh Viên học võ, chúng con may mắn được quý cô hướng dẫn học những lời Phật dạy, cho chúng con tụng kinh và sám hối như kinh Vu Lan Bảo Hiếu, kinh 20 điều nhớ ơn, kinh 8 điều từ tâm, kinh phước đức, kinh nhân quả ba đời. Cho chúng con những bữa ăn chay thật là ngon, dạy cho chúng con biết ăn trong chánh điểm, và chúng con tụng kinh xem sách nghe pháp những lúc rảnh rỗi. Nhờ được tụng kinh mà chúng con hiểu được công lao và tình thương to lớn cho của cha mẹ, thầy cô, biết tri ân tổ quốc, quê hương. Học kinh nhân quả ba đời, chúng con hiểu được làm việc tốt thì sẽ được quả tốt, làm việc xấu thì sẽ bị quả báo xấu, làm thì cuộc sống sẽ khổ đau. Từ ngày chúng con được quy y và hiểu biết năm giới cấm, chúng con không còn sát sanh nữa, mà mỗi tháng chúng con đều đến các tường tịnh viên phóng sanh, và chúng con thích ăn chay hơn. Hiện tại chúng con ăn chay nhiều hơn trước. Chúng con không dám nói dối hay mắng chửi bạn bè, cũng không còn trộm cắp của ai, vì chúng con biết đó là những việc xấu. Thỉnh thoảng chúng con còn giúp các cô gói quà và đi tặng các bạn học sinh ở vùng xa nghèo khó hơn chúng con. Ngày thương binh liệt sĩ, chúng con đi thắp hương mộ liệt sĩ để thể hiện lòng biết ơn với những người
người đã hy sinh cho Tổ quốc. Hôm nay chúng con rất vui được gặp lại sư phụ. Chúng con biết sư phụ rất bận trong công việc giải pháp và lo xây dựng ngôi chùa Thiên Quang ở Bình Dương. Nhưng chúng con biết rằng sư phụ thương chúng con, nên hôm nay sư phụ đã về đây thăm và thuyết pháp cho chúng con nghe. Giờ đây đội chim anh vũ của chúng con cùng cha mẹ đã tập trung trong sự trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con thành kính sư phụ ban bổ cho chúng con một thời pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, các đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các con trong đội chim oanh vũ tại Cát Tường Tịnh Viên thân mến, hôm nay các con có biết là ngày mấy không? 28 tháng 2 năm 2018. Nhằm ngày mấy âm lên? Rồi, hay quá, cho một tràng pháo tay. Thế thì các con thấy trong những ngày cuối năm gần Tết như vậy nè, thì ba mẹ của các con có bận lắm không? Dạ. Ba mẹ phải làm việc nhiều hơn, rồi là lo lắng dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, rồi còn phải lo trang trải, tiền bạc. Những món nợ trong năm đều phải lo thanh toán cho hết. Có những gia đình khó khăn, nhiều khi cái năm cũ còn chưa trả hết nợ. Có phải như vậy không các con? Dạ. Đó, cho nên lúc nãy các con tắc bạch, các con nghe pháp, biết thương cha mẹ mình nhiều hơn, biết mang ơn tổ quốc và quê hương nhiều hơn. Thì các con biết là không có cha mẹ thì không có mình. Bây giờ mình được về chùa nè, mình tập võ, rồi mình nghe pháp, được ăn chay. Trong khi đó, có những người, cha mẹ, giờ này lạnh giá như thế này, có thể là ở trên nương, trên rẫy, trên vườn cà phê, chưa có về. Có những còn người còn đang buôn bán ở ngoài chợ, có người còn đang đi làm, đầu tắt mặt tối, có khi đến tối mới về đến nhà, chưa kịp ăn hạt cơm nào. Có phải như vậy không các con? Dạ, phải. Cho nên mình được một giờ phút ngồi ở trong chùa, nghe sư phụ thuyết pháp, giảng dạy cho các con những điều hay lẽ phải, thì các con phải biết đó là phước báo của chính mình. Vì cũng có những bạn trẻ bằng tuổi các con, nhưng mà không có được biết một câu niệm Phật, không được đến trường. Và có khi có những bạn không có cha và không có mẹ. Những người không cha không mẹ, người ta gọi là gì? Trẻ gì? Trẻ mồ côi. Đúng rồi, gọi là những trẻ mồ côi. Đó. Cho nên là có những cái đứa bé được sống với cha mẹ đó, nó hạnh phúc lắm. Nó nói rằng có ai yêu tôi bằng mẹ tôi. Mẹ thương tôi, thương nhất trên đời. Nên tôi chỉ muốn mẹ tôi sống mãi, để rót nước, bưng cơm, hầu hạ mẹ, đáp đền lòng mẹ mến thương tôi. Người có cha mẹ ước mơ ba mẹ sống với mình mãi. Tại vì là trên đời này có ai thương mình bằng ba mẹ mình đâu. Nhưng mà có những con người sinh ra là không có cha có mẹ, mà các con vừa nói với sư phụ đó là trẻ mồ côi. Vậy thì con người ta hạnh phúc lắm mới được nghe. Tại vì có những người điếc sinh cho lên đời này câm và điếc. Mai mốt là cũng có dịp đó, là sư phụ sẽ cho các con đi về chùa Thiên Quang ở Bình Dương. Đi xe một đêm tới sáng là tới thôi. Mà cái ngày đó phải là cái ngày mà người mù, người câm, người điếc người ta tu, để các con mới thấy rằng đó, mình là có phước lắm. Sư phụ giảng các con nghe được, còn người điếc có nghe được không? Dạ, không.
Người câm thì không nói được, không niệm Phật được. Người què có nhảy tập võ như các con được đâu, bé xíu phải ngồi xe lăn. Có khi còn lên chùa xin sư phụ cho một chiếc xe lăn, tại vì cha mẹ rất là nghèo, không có tiền mua một chiếc xe lăn cho con. Nhỏ xíu mà đã bị tật. Nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, chung quanh chúng ta còn rất là nhiều người đau khổ hơn chúng ta, bất hạnh hơn chúng ta, mù lòa, câm điếc và tật nguyền. Như vậy, các con về với các tường tịnh viên, được nghe pháp, được tụng kinh, được tụng đọc 20 điều nhớ ơn, được học bài kinh nhân quả, được lạy hồng nhan sám hối, được tụng kinh Vu Lan để biết công ơn cha mẹ. Và cứ đến đây nè, để cái cặp pháp xuống một cái là quý cô đã dọn cơm cho ăn rồi. Những bữa cơm chay rất là ngon lành, thanh tịnh và tinh khiết. Cho nên có nhiều bạn lên các tường tịnh viên về thích ăn chay hơn là ăn cơm với những món thịt cá. Các bạn bảo các bạn thích ăn chay, thích ăn cơm ở tại các tường tịnh viên. Có phải như vậy không? Mà đâu phải chỉ được ăn đâu. Sư phụ lúc nào lên đây cũng giảng pháp cho các con nghe. Và mỗi lần các con nghe pháp như vậy, nhiều bạn lại phát tâm quy y Tam Bảo. Các con có pháp danh. Pháp danh của các con đẹp, bởi vì mỗi một cái tên của Phật cho, mà sư phụ được Phật cho phép ban pháp danh cho các con, là những cái tên nói lên hạnh nguyện sống tốt trong cuộc đời. Đấy chưa nào? Thiện tín, thiện tâm, thiện hữu. Đấy chưa nào? Đó, thiện lộc, thiện tấn, thiện minh, thiện hiếu, vân vân. Hạnh ngọc, hạnh hoa, đó, hạnh hương, hạnh bảo, hạnh liên, hạnh toàn, nhiều tên hay lắm. Các bạn gái phải có đức hạnh, các bạn trai là phải làm nhiều việc lành, nói lời lành, suy nghĩ điều lành để tạo ra những việc thiện. Việc thiện lành thì mới sanh ra phước. Người không làm việc thiện không bao giờ sanh ra phước. Cho nên có thiện thì sẽ có phước, có hạnh thì sẽ có đức. Cho nên các con về các tường tịnh viên được nghe pháp và được quy y Tam Bảo, được tập ăn chay, và các con phát nguyện từ đây trở đi các con không bao giờ sát sinh nữa. Có phải như vậy không? Bên cạnh cái buổi pháp thoại chiều hôm nay, ngoài một số phụ huynh đang có mặt, chúng ta còn được đón bác Trung. Bác về đây từ thành phố Hồ Chí Minh, và bác cũng là một cái người có tâm huyết trong vấn đề giáo dục thế hệ trẻ và tâm huyết đối với những việc thiện, việc phúc trong cuộc đời. Là bác Trung, bác Quý đang có mặt ở đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Rồi có các phụ huynh đang ngồi ở đây chung quanh chúng ta. Bên ngoài tiết trời vào đông, gió lặng, nhưng mà chúng ta nghe lòng mình rất là ấm áp. Trong chánh điện các tường tịnh viên rất là ấm áp. Có phải như vậy không các con? Khi chúng ta ấm áp, phải nghĩ đến những con người đang giá lạnh. Khi chúng ta đang được no ấm, phải nghĩ đến những con người đói khát, rét, bệnh tật trong cuộc đời. Đức Phật dạy chúng ta như thế. Dạy chúng ta không có ích kỷ. Đức Phật dạy chúng ta không chỉ biết miếng cơm cho mình, cái áo cho mình, cái nhà của mình, mà Đức Phật dạy chúng ta phải yêu thương tất cả mọi con người trên thế gian này, yêu những người chung quanh chúng ta. Và các bạn trẻ đang ngồi trong cái đạo tràng này, các bạn có yêu mến nhau hay không? Đúng rồi. Vì sao? Vì mình cũng là con người đồng dòng máu đỏ, nước mắt của mình cùng mặn như nhau, và dòng máu của mình cùng là dòng máu đỏ như nhau. Cho nên con vật mình biết thương, không bao giờ giết. Tại sao con người mà mình lại ghét nhau,
nói xấu nhau, chê bai nhau, hiềm khích nhau, làm khổ cho nhau. Như vậy không phải là đệ tử của Đức Phật. Cho nên hôm nay ngày 23 tháng Chạp, năm hết Tết đến rồi mà sư phụ về đây với các con, giảng cho các con nghe một bài pháp tình thương cuối năm Đinh Dậu để đón chào năm Mậu Tuất, thì các con phải nhớ những lời sư phụ dạy là phải sống biết yêu thương nhau. Các con nghe rõ không? Dạ rõ. Các con biết yêu thương nhau thì phải biết giúp đỡ nhau. Mình đi nghe pháp, mình sẽ gọi bạn cùng nghe. Mình không sát sinh mà bạn mình bắt chuồn chuồn, cào cào, chấu chấu, bắt dế, bẻ tay, bẻ chân nó. Mình có đồng ý như vậy không? Dạ không. Mình nói mình quy y rồi bạn ơi. Mình không sát sinh hại vật, dù con vật bé nhỏ nhất mình cũng không giết. Mình làm được những điều đó thì mình ít bệnh tật, tuổi thọ mình sẽ dài, đời sống mình sẽ an vui. Bởi vì mình yêu môi trường sống, bảo vệ môi trường và bảo vệ mạng sống từng con vật nhỏ bé nhất chung quanh chúng ta. Các con nghe rõ không? Dạ rõ. Con vật bé nhỏ mà còn thương thì huống chi là cho nên khi mà cái cát tường tịnh viên này được xây dựng lên, có một cái sân nhỏ thôi, đã có một cái tháp để thờ Xá Lợi, rồi hồ để Đức Quan Âm, cho nên thấy là diện tích nó thu bé lại. Lập tức là sư phụ nói cô Cát Tường mua cái miếng đất đối diện, có cái sân đó, trên sân đó có để những đá đồ chơi cho các con. Trên cái sân nhà đối diện có cái gì nè? Có cái những cái đồ chơi để các con học tụng kinh xong, các con chạy sang bên đó, các con cũng có thể chơi được. Và ở trong sân này các con cũng chơi được. Nhưng mà sư phụ thấy các con ít có qua bên đó chơi. Ít thôi, các con chơi bên này nhiều hơn. Tại bên này các con thấy ấm áp. Có Phật này, có Bồ Tát này, có ông cố. Rồi ở trên sân, đó, có cái tháp Xá Lợi, có ánh đèn tỏa ra. Có những con cá bơi lội trong cái hồ. Có Đức Quan Âm mỉm cười. Và ở trong nhà bếp lúc nào cũng có cơm cho mấy con ăn. Cho nên bên này, cái sân chùa nó bé, nhưng mà các con thích chơi ở bên này nhiều hơn. Có phải như vậy không? Yeah, cho nên mỗi lần mà lên đây nè, đó, thì sư phụ và cô Cát Tường lại cứ nói với nhau về cái công viên Disneyland. Các con có biết Disneyland ở Los Angeles ở bên Mỹ không? Yeah, không. Không biết đâu. Nhưng mà cái công viên nổi tiếng nhất thế giới để cho người lớn và đặc biệt là dành cho các bạn nhỏ vui chơi, giải trí. Công viên Disneyland ở Los Angeles, bang California ở Hoa Kỳ là công viên nó có sớm nhất trên thế giới, là do một cái người Mỹ là Walt Disney. Ông đã tạo ra những hình tượng chú chuột Mickey và con vịt gì? Donald! Đúng rồi, con chuột Mickey, con vịt Donald trong các bộ phim hoạt hình mà các con hay xem. Thì chính ông đó đã làm cái bộ phim đó, và chính ông đã gì? Đã tạo ra cái công viên Disney này có một cái sức hấp dẫn toàn cầu, bởi vì là nơi đó đem niềm vui lại cho các bạn trẻ. Vào tháng 7 năm 1955, cái công viên Disneyland này đã được xây dựng nên với một cái số tiền là gần 20 triệu Mỹ Kim. 20.000 mẫu ăn, mẫu mà cái mẫu đất, rồi có 50 khu vực vui chơi giải trí. Muốn chơi hết các cái trò chơi trong khu vực đó phải mất 3-4 ngày đêm mới chơi hết. Cho nên là trẻ em ở Mỹ đó thì lúc nào nó cũng ước mơ được một lần đến công ty Disneyland, thấy con chuột Mickey, con vịt Donald và những cái đồ chơi, trò chơi dành cho các bạn trẻ ở trong cái công viên đó. Các con nghe như vậy có thích cái công viên đó không? Yeah. Nhưng các bạn trẻ đó sẽ không bằng các con ở một điều. Dù công viên nó rất lớn, mấy mươi ngàn mẫu đất,
50 khu vực vui chơi, chơi cả tuần mới hết những cái trò chơi trong đó. Nhưng chỉ là chơi thôi, đến đó không có ai mà giảng dạy những cái bài học đạo đức cho các con nghe. Đến đó không có ai nấu cơm chay cho ăn. Chứ ai muốn gì thì đi ra cái shop hay các nhà hàng ở trong đó mua thức ăn. Và có nhiều loại thức ăn ở trong đó, phần lớn là fast food. Còn chúng ta đến cái vườn thanh tịnh nhỏ bé này, nhưng mà nơi đó không có giết sinh mạng của chúng sinh để làm thức ăn cho mình. Nơi đó thức ăn được nấu lên bằng tâm từ bi của những nhà tu hành, của những Phật tử ăn chay trường nấu cho các con ăn. Có những bài pháp mà các con nghe sẽ theo các con làm hành trang trong cuộc đời của mình. Mà có nhiều bạn về còn nói rằng: mẹ ơi, con không thích mẹ sát sinh, con không thích ba đi nhậu nữa, con thích ba với mẹ sống giữ giới. Những em bé xíu à mà phải khoe với sư phụ rằng là con ăn chay nhiều hơn bố mẹ, và con không thích bố con đi nhậu, con không thích mẹ con giết gà giết vịt, mà con thích gia đình mình sống ăn uống không có dùng sinh mạng chúng sanh. Nhưng cái bạn trẻ biết nói câu đó, tức là tâm từ bi đã được ươm mầm, và các bạn đã có những niềm an lạc, những niềm hạnh phúc ở trong trái tim của mình, mặc dù các bạn trẻ của chúng ta còn rất là bé. Các bạn nghe rõ không? Cho nên trong cuộc đời lớn lên, các bạn đi du học sẽ có người đến cái công viên Disneyland đó. Các bạn sẽ thưởng thức 50 cái khu vực vui chơi với hàng mấy trăm cái trò chơi khác nhau, rất là lý thú. Nhưng cái kỷ niệm chúng ta được ngồi bên nhau ở các tường tịch viên, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, ăn chay, và được nghe những bài học đạo lý, được tụng đọc 20 điều nhớ ơn, đó là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của các con, theo các con từ bây giờ cho đến khi các con khôn lớn. Các con nghe rõ không? Đúng rồi. Như vậy thì dù cho mình không có ở Disneyland, nhưng mà mình đang ở một cái nơi rất là hạnh phúc, bình yên. Bởi vì sư phụ mới nói với các con rằng có những con người lớn lên hoàn toàn không cha, không mẹ. Có những con người lớn lên suốt cuộc đời mà chỉ sống trong bóng tối vì những người đó bị mù lòa, không nói được vì bị câm và điếc. Rất là thương các con ạ. Nhưng các con ngồi đây cặp mắt rất là sáng, sư phụ nói gì các con cũng nghe hết. Nghe rõ không các con? Các con tập võ nè, các con nhảy rất là cao nè, con đi đường quyền rất là đẹp. Bởi vì cha mẹ cho các con một cái thân thể lành lặn, tốt đẹp. Bây giờ các con lại được đi học, thầy cô cho các con kiến thức, và sư phụ cho các con quy y Tam Bảo, dạy cho các con những điều lành, sống biết tin nhân, tin quả, thì đời sống các con được hạnh phúc hôm nay và cả ngày mai. Các con nghe như vậy có hiểu không? Cái thế giới này giống như một cái gương. Mà nếu cái gương đó mình nhìn vô có thấy mình không các con? Nếu mà mình khóc, cái người trong gương làm sao? Cũng khóc. Mà mình cười, cái người trong gương làm sao? Đúng rồi, cái gương là phản chiếu chính các con. Cho nên mình phải sống như thế nào để khi mà mình nhìn vào gương, lúc nào mình cũng mỉm cười. Và mình cười với gương thì gương cười với mình. Mình cười với cuộc đời thì cuộc đời sẽ cười với mình. Mình làm những chuyện xấu và ác thì cuộc đời này sẽ đối với các con những điều xấu và ác. Nếu các con làm những cái việc tốt thì cuộc đời này sẽ như thế nào? Tốt. Sẽ tốt đối với các con. Cho nên các con cũng không nên tập cái tánh phê bình, chỉ trích người khác, chê người này, chê người kia. Bởi vì nếu mình chê người ta nhiều thì cuộc đời này sẽ chê lại mình.
Vì vậy, Đức Phật dạy tốt nhất mình hãy tự ý, tự xem lại chính mình, xem lời sư phụ dạy mình đã làm được điều gì chưa và những điều gì cần phải sửa đổi. Con người biết nhận khuyết điểm của mình. Thưa sư phụ, con xin sám hối với sư phụ rằng trong tuần qua, trong tháng qua, con có nói dối với bố mẹ con 2 lần, 3 lần. Con sám hối với sư phụ là con chơi game, con không thuộc bài 2 lần. Con sám hối với sư phụ là con xin cha mẹ con đi học, con đi cắt tường tịnh viên, nhưng mà con lại đi chơi lêu lỏng ở ngoài đường. Con người mà dám sám hối thì đó là cái người sẽ tốt. Bởi vì biết nhược điểm của mình, biết cái xấu của mình và biết nhận lỗi của mình, thì từ đó người đó sẽ có nhiều ưu điểm. Người đó rất có tự tin. Người mà dám nhận lỗi là người có một cái niềm tin, cái sự tự tin rất là lớn. Mà các con có biết không, trên cuộc đời này lớn lên các con sẽ thấy mất tiền cũng coi như không có mất gì hết. Tại nó là phù du, nó là vô thường. Tiền nó đến rồi nó sẽ có đường nó đi. Mình có tiền không bố thí, không cúng dường, không làm phúc thì nó vào gì? Vào bệnh tật. Con nó phá, nhà nó cháy, nước nó trôi, tiền nó cũng đi. Cái người giữ được tiền là cái người có phúc đức. Cho nên sư phụ dạy các con phải sống có phúc đức. Cho nên tiền bạc không có phúc đức cũng là phù du thôi. Phải sống cho nó tốt thì mình làm ra đồng tiền của cái đó nó mới ở với mình. Còn không, nó sẽ đi theo bệnh tật nè, nó sẽ đi theo cái gì? Đi theo tai nạn nè, nó đi theo sự gì? Sự mất mát nè, trộm cắp nè, mất tất cả. Cho nên các con phải nhớ một điều sư phụ dạy các con: trên đời này không sợ nghèo, không sợ khổ, mà chỉ sợ mình sống không có phúc đức mà thôi. Các con nghe rõ chưa? Mà muốn sống có phúc đức thì là mình phải giữ gìn cái gì? Cái người mà biết nghe pháp, biết tôn trọng giáo pháp, biết làm theo lời Đức Phật dạy, con người đó sẽ có hạnh phúc. Cho nên các con cần phải biết giữ gìn 5 giới, không sát sinh hại vật, không trộm cắp, thấy chưa nào, không có chơi game thâu đêm suốt sáng, cờ bạc rượu chè đó, không có dối trá, nhỏ xíu đừng có tập chơi cắp đôi, nhỏ xíu bày đặt là viết thư bồ bịch, những cái đó đều là những cái xấu xa. Cho nên phải siêng học, phải có hiếu, ngoan ngoãn và nhớ rằng lúc nào mình cũng phải thuộc lòng 20 điều nhớ ơn, để biết rằng cuộc đời này mình còn phải làm rất là nhiều để đền đáp cho cha mẹ, cho quê hương, cho thầy cô, cho bạn bè, cho đất nước. Các con nghe rõ chưa? Có nhiều người đi đến chùa chỉ có một việc là để cầu xin thôi. Thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Phật, con thích ăn cái bánh bông lan đó quá mà con không có tiền, con xin Phật cho con cái bánh bông lan. Lại biết vậy đó, để xin cái bánh. Đấy chưa nào? Giống y như là ngày xưa có một cái bạn là Clemens, cũng từng là thấy bạn của mình đi học ăn một cái bánh mì rất là to, Clemens thì rất là mong có cái bánh mì đó. Xong rồi, nhưng mà nhà của bạn này thì quá nghèo, mà cái bạn có cái bánh mì to đó thì nhà bạn nó có tiền, nên đi học lại còn cầm một cái bánh mì to đi theo nữa, có sô-cô-la đi nữa. Còn bạn này thì không có. Cho nên bạn mới nói với người bạn có bánh mì rằng: tôi sẽ đi về, tôi cầu nguyện để tôi cũng có bánh mì. Thế rồi bạn ngồi một đêm cho tới sáng để cầu nguyện rằng: cho ngày mai con sẽ có bánh mì, con xin ngày mai con sẽ có bánh mì. Cứ ngồi cầu như vậy suốt một đêm luôn, không ngủ luôn, không học bài luôn. Và đến sáng có bánh mì không? Ai nói là có, đưa tay. Rồi bỏ tay xuống. Ai nói rằng không, đưa tay. Vậy là những bạn mà nói là không có là được 10 điểm. Tại sao
mà mình ngồi cầu một đêm tới sáng mà có bánh mì xuất hiện được không? Có, chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Nhắm mắt lại, bà tiên cho ba điều ước. Muốn gì? Tôi muốn có cái xe ngựa, mở mắt có cái xe ngựa. Muốn cái gì? Muốn quần áo đẹp, thổi cái phù nghe, mở mắt có quần áo đẹp, giống như là cô lọ lem, giống như là nàng tấm cám vậy, nàng tấm vậy. Muốn cái là được. Thì đó là chuyện thần thoại cổ tích. Còn cậu bé ngồi cho đến sáng cũng không có bánh mì. Cho nên bạn lên lớp á, bạn mới nói với người bạn gái của mình á, tôi ngồi cầu nguyện một đêm đến sáng nhưng không có một cái bánh mì nào hết. Thì cái người bạn gái này đó, nhà bạn giàu có lắm, người ta phải có phúc người ta mới giàu. Còn mình kém phúc thì mình là nghèo. Mà bạn gái này đã giàu mà lại thông minh, cho nên bạn mới trả lời rằng tại sao lại cầu nguyện vì những điều nhỏ nhặt. Mỗi một ngày có vô số những con người cầu xin một cách chân thành, thì ai có thể giúp đỡ cho tất cả những người đó đây? Hãy làm việc chỉ cần có mấy đồng thôi là có thể mua được bánh mì rồi. Cho nên việc trước hết là phải học hành rồi đi làm, có tiền để lo đời sống cho chính mình. Đời sống mình không thể nào tạo lập thông qua sự cầu nguyện mà có. Các con nghe rõ chưa? Không có ai ngồi cầu mà được. Nhưng mà tại sao chúng ta lại đi lên chùa? Bởi vì chính cái nơi chùa, đến những nơi có thờ Phật, thờ Bồ Tát, đến những nơi thanh tịnh, tịnh viên là ngôi vườn thanh tịnh, đến đây con người ta sẽ bỏ đi, hóa giải đi cái lòng tham. Ở nhà thấy người ta ăn cái muốn ăn, thấy người ta ngủ cái muốn ngủ, thấy người ta chơi muốn chơi. Có khi chơi những cái điều rất là xấu, nhưng mà về các vườn tịnh viên các con sẽ không có tập những cái thói hư tật xấu. Chơi những cái tốt, ăn những cái thanh tịnh, tụng kinh và niệm Phật, nó làm cho con người ta hóa giải đi cái lòng tham, cái lòng sân hận và cái sự vô minh tâm tối. Cho nên cha mẹ các con cũng phải đi chùa. Bởi vì nếu mà chỉ cứ lo làm với ăn không á, thì hai điều mà cha mẹ các con phải nghĩ đến đó là gì? Cha mẹ mà không đến chùa thì cũng chỉ nghĩ đến hai điều là tiền. Rồi lấy tiền đó gì? Lo lắng cuộc sống, chạy theo cuộc đời. Có người không chỉ là làm ăn lương thiện mà còn bất lương nữa. Cho nên đến chùa, nghe pháp, tụng kinh, sám hối để lòng tham, lòng sân và lòng si nó giảm và nó hóa giải, nó biến mất đi. Cho nên hôm nay 23 tháng chạp, các con được về chùa, được nghe sư phụ nhắc nhở những cái điều như vậy, thì các con phải biết đi chùa đó là một công đức, một phúc đức lớn. Có những người hẹn cả năm cũng không có đi được đâu, vì bận hoài à. Còn mình là gì? Thứ bảy là ở chùa cả ngày, chủ nhật là ở chùa cả ngày. Buổi trưa nào đi học về mà muốn vô chùa cũng được nữa. Bỏ cặp táp xuống là có cơm ăn. Một cái khu vườn thanh tịnh và hạnh phúc cho các con còn hơn cả là khu vườn Walt Disney. Thế rồi cậu bé mà cầu nguyện suốt đêm đến sáng không được. Cậu biết rằng không phải đi đến chùa để mà cầu xin, mà đến chùa để học điều tốt, sống tốt, để làm việc tốt cho cuộc đời. Và cậu bé đó chính là, tên là Clemens, nhưng mà lớn lên trở thành là một nhà viết văn, viết truyện nổi tiếng trên thế giới, đó là Mark Twain. Mark Twain là một nhà viết truyện rất là xuất sắc, nhưng mà hồi bé từng ngồi cầu nguyện suốt đêm để sáng có bánh mì. Và cậu biết không có cái cầu nguyện nào đem bánh mì lại hết. Mà đến chùa tu tập, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp để sống cho tốt, để bỏ đi cái thói hư tật xấu. Và con người ta bỏ thói hư tật xấu thì phúc đức nó đến. Phúc đức nó đến thì bánh mì đến, bánh bông lan đến,
tiền bạc, tài sản và tất cả những gì, nó sẽ theo phúc đức mà nó đến với các con. Các con nghe rõ chưa? Dạ, đúng rồi. Cho nên các con đến đây ăn chay, các con thấy có ngon không? Dạ, ngon. Rồi các con thấy người ta cắt cổ con gà, máu chảy xuống, các con có sợ không? Dạ, sợ. Đúng rồi. Thấy con vật bị giết trước mặt để rồi lát bỏ vào nồi nấu cho mình ăn, mình thấy sợ lắm, mình thấy đau lòng lắm. Bởi vì nếu có ai đó cũng cắt cổ mình, mổ bụng mình cho con quỷ nó ăn thì còn cái gì nữa, phải không nào? Cho nên mình cắt cổ mổ bụng con vật thì mình cũng là một cái người ác mà thôi. Vì vậy cái điều đầu tiên Đức Phật dạy các con khi đến chùa quy y Tam Bảo, điều thứ nhất đó là gì? Không sát sanh hại vật. Đúng rồi, không sát sanh hại vật. Điều thứ hai là gì? Giỏi lắm. Điều thứ ba? Không tà dâm. Đúng rồi. Đúng rồi, không tà dâm, không bồ bịch. Còn bé phải lo học hành. Mà lớn lên thì một vợ một chồng có đám cưới tử tế, không được cặp bồ cặp bịch phá thai, đó là tội địa ngục. Đó, điều thứ ba là tà dâm, không được phạm. Điều thứ tư là gì? Không nói dối. Đúng rồi, không nói dối. Hồi xưa hay nói dối bố, hay nói dối cha, về nói dối chú, nói dối cả sư phụ. Bây giờ chúng con không nói dối, bởi vì biết cái người nói dối bị quả báo là nhiều người ghét. Người ta chỉ thương người thật thà, người ta không thích người dối trá, cho nên các con sẽ không nói dối. Đó là điều thứ tư. Có phải như vậy không? Yeah. Điều thứ năm là gì? Không rượu chè cờ bạc, không chơi game thâu đêm suốt sáng, toàn phạm giới hết. Đã quy y rồi, trên là Phật nè, rồi tới sư phụ nè, rồi đến các con. Mình đã hứa rồi, đã thệ nguyện rồi, mà mình phạm thì mình phải mắc cỡ, phải sám hối, phải hứa chừa bỏ, không tái phạm. Các con như vậy rất là ngoan. Sắp Tết rồi, trong nhà của các con á, thế nào rồi cũng sẽ có uống rượu. Bố mẹ, bố hay là bạn của bố thì mình sẽ nhắc bố như thế nào? Uống ít thôi bố ạ, à, chỉ là một cái miếng rượu để là gì? Để cái tình thân, tình nghĩa đó, bà con lối xóm nếu có, chứ còn là không uống là tốt nhất. Mà nếu có thì lúc nào bố ơi con đi chùa rồi, sư phụ dạy con rượu chè cờ bạc mà không có điều độ, không làm chủ, chính mình sẽ trở thành một con người không có trí tuệ. Có một cái câu chuyện là một cái ông đấy, ông già rồi, tinh thần sa sút, coi như là chết mà không gần chết mà không có sáng suốt, là bởi vì khi mà còn trẻ uống rượu quá nhiều. Thì vì sống uống rượu nhiều quá cho nên già rồi thì lẫn, nói lắp, hay quên, và cuối cùng là tinh thần sa sút, lúc nào cũng khóc hết. Nên chưa nào? Và trước khi chết còn một chút hơi tàn, kêu con cháu đến bên cạnh mình và nói rằng: sự nuối tiếc, tội lỗi lớn nhất trong đời của ta, đó là ta đã kết bạn với rượu, với rượu chè, cờ bạc. Rượu đó khiến ta say, bia nó khiến ta điên, khiến ta trở nên ngu xuẩn. Và ta còn nhớ, rượu vào đầu thì tất cả trí tuệ sẽ đi ra ngoài, rượu vào đầu thì tất cả bí mật sẽ đi ra ngoài. Bởi vì rượu đã biến một con người bình thường trở thành một con khỉ. Các con nghe chưa? Mình không muốn biến mình thành khỉ thì đừng có. Nhỏ có nhiều bạn đã tập rồi, nhỏ chơi game, rồi dạ khi bố đi vắng lấy rượu uống thử xem là cái gì. Đi học có chút tiền đi mua bia uống. Bây giờ các bạn trẻ hư nhiều lắm. Cho nên các con nhớ cái câu chuyện này. Ông bảo là khi rượu vào thì bao nhiêu trí tuệ nó đi ra hết. Mà các con người đã ngu sẵn rồi, lại uống vào lại càng ngu.
Còn người có một chút trí khôn á, uống vào thì trí khôn nó đi, đi ra. Con người đó có cái gì bí mật, uống rượu vào bí mật nó đi ra hết. Bí mật quốc gia cũng nói luôn, bí mật trong gia đình cũng khai hết. Và coi như không còn là một con người có nhân cách nữa, bởi vì say xỉn rồi. Có phải như vậy không các con? Cho nên ông bảo chính rượu đã làm thay đổi đời ta, biến ta thành con khỉ. Đó, thì có cái câu chuyện, chuyện gọi là truyền thuyết thôi, kể là ngày xưa có một cái người đó trồng cây nho. Trồng cây nho thì con quỷ Satan nó đến, nó hỏi là anh trồng cái cây gì đó. Thì bảo ta trồng cây nho, cái cây này rất hay, nó sẽ kết thành quả ngọt thơm ngon, và khi ăn uống vào sẽ vô cùng hạnh phúc. Cái người trồng nói như vậy đó. Nhưng mà con quỷ Satan á, nó nghe như vậy đó, thì nó lập tức nó bắt một con cừu, một con sư tử, một con heo và con khỉ, nó giết hết. Con quỷ là nó không có giữ giới, nó sát sinh, nó giết một con cừu, con sư tử, con heo và con khỉ. Đó, cái cây nho nào á mà để bán cho ra trái ăn á thì thôi, mà cây nho nào để lấy làm rượu á, nó tưới máu của 7 con vật đó vào. Nho mà bán để cho mình ăn á thì nó không tưới, thì tưới nước thôi. Còn cái cây nho nào, cái gạo nào, cái loại gì mà để làm rượu thì nó tưới máu của cừu, sư tử, heo và khỉ, nó tưới vô. Cho nên cái cây nho nó mà để làm rượu thì nó có máu của những loài vật đó. Vì vậy cho nên khi mà những cái cây nho được biến thành rượu nho rồi đó, thì con người ta bắt đầu uống vô. Uống một tí xíu vô thì như con cừu thôi, thì cũng hiền thôi. Nhưng uống thêm một ít nữa thì thành con sư tử, là bắt đầu đỏ mặt, nóng giận lên. Uống nhiều hơn nữa thì gì? Thành một con heo dơ giấy. Nhưng chưa nào lời gì cũng thô tục nói được, làm những cái việc thô bỉ, không có lương tâm. Và uống nhiều hơn nữa thì sao? Thì trong đầu thì ngu dốt như con heo, mà nhảy nhót lung tung như một con khỉ. Tại vì ngày xưa con quỷ nó đã gì? Nó tưới vào trong những cái gốc cây, mà gốc cây nó để đem làm rượu đó, thì sẽ có máu của những con vật ở trong đấy. Cho nên hoàn toàn không còn lý trí. Cái ông mà sắp chết, ông kể cho các con ông như vậy. Ông nói bây giờ ta biết tất cả, nhưng ta sắp chết, và khi chết thì đã muộn rồi, không kịp làm cái gì nữa hết. Cho nên các con bây giờ được nghe trước rồi, thì các con có uống rượu không? Dạ không. Các con có sát sinh không? Dạ không. Các con có bất hiếu với cha mẹ các con không? Dạ không. Đó mới là người Phật tử, được sư phụ giảng dạy, được về đây sư phụ là cho quy y, sư phụ tặng quà, sư phụ là thương yêu các con. Rồi cũng có các cô thấy chưa nào, chăm lo đời sống cho các con, dạy dỗ các con khôn lớn. Như vậy các con có phải mang ơn cuộc đời rất là nhiều, thì phải sống cho là rất là tốt. Sư phụ nhớ hồi đó ông Hemingway, ông viết một cái tác phẩm mà ông đạt cái giải Nobel văn học. Nhưng mà coi ông đạt giải như vậy, nhưng mà ở nhà ông lại là người nghiện rượu. Mà khi ông uống rượu vô rồi, ông rất là độc ác và tàn nhẫn. Ông đập phá. Người ta hiền lành nhưng mà uống rượu vô là cái đầu có con heo, có đầu có con khỉ, cho nên vừa ngu dốt vừa đập phá nhảy nhót lung tung. Thì một lần đó ông đi dạo chơi với người vợ ông ở trên, đi du lịch đó, ở trên tàu biển đó các con. Thì tự nhiên á, cái người vợ mới là vô tình, thấy chưa nào, mới vô tình mới là lấy những cái hình ngày xưa lấy ra coi, tại vì ngồi ở trên cái tàu chơi mà, thì lấy những cái album ngày xưa bà lôi ra bà xem. Thì trong cái album hình đó có cái hình mà của cái người chồng, người chồng trước của bà. Thì ông điên lên, nghe chưa nào, ông mới lấy cái hình đó đó, ông vứt vào trong cái nhà tắm, xong rồi ông lấy súng bắn nát cái hình, ông bắn nát cái nhà vệ sinh đó luôn. Đã rồi cuối cùng là như thế nào, ông điên loạn, ông chửi bới, và nguyên một cái chuyến đi đó không còn gì vui hết, tại vì ông là cái người uống rượu chứ không còn làm chủ được mình. Và đến khi ông già thì các con biết sao không? Ông bệnh rất là nặng và ông tự tử bằng súng. Ghê không? Các con thấy sợ không? Dạ, sợ. Cho nên các con quy y rồi,
các con đừng có bao giờ uống rượu, không bao sát sinh, hại vật, không trộm cắp của ai. Cái người mà thích trộm cắp á, thì không bao giờ của cải của mình được đầy đủ. Làm ăn thì bị thất bại. Có người làm ăn thì lên giàu có. Có người làm ăn thì sa sút và nghèo nàn. Bởi vì là cái người đó tham, trộm cắp. Và trộm cắp từ nhỏ đến khi lớn, làm gì cũng thất bại. Cho nên từ nhỏ lớn lên muốn giàu thì nhỏ đừng có trộm cắp của ai. Mình không trộm cắp của ai thì không ai trộm cắp của mình. Và mình làm ăn nó mới khá, mới giàu có được. Các con nghe rõ chưa? Không trộm cắp, không tà dâm. Còn bé lo học hành, đừng có cắp đôi, đừng có viết thư, đừng có vớ vẩn hẹn hò. Những cái đứa bé đó không phải là Phật tử. Không dối trá. Mình mà nói dối, cái mặt của mình không bao giờ đẹp. Cái người nói dối cho dù đẹp cách mấy cặp mắt cũng gian. Mà sư phụ nhìn các con qua cặp mắt, đứa thật thà là sư phụ nhìn cặp mắt biết liền. Mà cái đứa dối trá, sư phụ nhìn vào cặp mắt, sư phụ biết liền. Dối trá như thế nào, ăn cắp cái gì, sống ra sao, sư phụ nhìn cặp mắt biết hết. Cái người mà thật thà, người không phạm giới, cặp mắt lúc nào cũng sáng hết. Đức Phật nói, rồi sư Hương Nhũ lên Cát Tường Tịnh Viên dạy các cháu các con đi. Mà đứa nào nè mà bất hiếu này, cãi bố mẹ này, nói dối nè, đó, trộm cắp nè, rồi chơi game thâu đêm suốt sáng nè, tập nhậu nhẹt, tập bậy bạ gì là sư phụ biết hết. Mà nếu như vậy rồi đó thì mai mốt sư phụ không cho vào trong chùa chơi đâu. Và những đứa bé đó sẽ rất là bất hạnh, sẽ đi theo những con người xấu đó, lang thang đầu đường xó chợ, làm những cái việc bất chánh, cuộc đời sẽ tâm tối. Cho nên muốn ở trong các tường tịnh viên sinh hoạt tu tập, các con nhất thiết phải thay đổi những thói hư tật xấu trở thành người tốt. Các con nghe rõ chưa? Cho nên á, hôm nay 23 tháng chạp, ngày ông Táo về trời, theo cái truyền thống dân gian thì 23 ông Táo về trời. Ông về á, ông báo á, với Ngọc Hoàng Thượng Đế là dưới trần gian á, trong năm qua cái nhà của ông Nguyễn Văn A, của bà Lê Thị B, Lê Thị C gì đó sống như thế nào, cãi nhau mấy lần, sát sinh mấy lần, cờ bạc rượu chè mấy lần, bất hiếu mấy lần, đứa bé trong nhà nó ngoan hay là hư, về ông báo cho Ngọc Hoàng nghe hết. Truyền thống dân gian là nói như vậy. À, cho nên cái bé nào hư á, thì tự nhiên sẽ nói với Ngọc Hoàng Thượng Đế rằng cái bé đấy nó đi quy y rồi, mà nó vẫn là lười biếng nè, nó chơi game nè, nó bất hiếu này, nó trộm cắp nè, vân vân. Thì Ngọc Hoàng sẽ nói cái đứa bé đấy lấy lại, lấy phước lại, không cho nó giàu, không cho nó hạnh phúc, không cho nó an vui, lấy phước lại hết. Các con có sợ không? Đó, truyền thống dân gian thì như vậy. Nhưng mà theo lời Phật dạy thì chúng ta phải tin nhân và quả. Theo lời Phật dạy chúng ta phải tin cái gì? Nhân và quả. Gieo nhân nào gặt quả đó. Cho nên các con sẽ gieo nhân, nhân lành, nhân tốt, để rồi gặt lấy quả lành, quả tốt cho hôm nay và cho ngày mai. Các con nghe rõ chưa? Các con có nhớ con sự tích con chim oanh vũ sư phụ dạy các con chưa? Dạ đúng rồi. Con chim oanh vũ nó là chỉ là con chim thôi, nhưng mà nó rất gì? Thương ba mẹ. Nó có hiếu lắm. Cho nên khi ba mẹ nó mù, ba mẹ nó già, thì nó đi kiếm lúa về nuôi cha mẹ. Cho nên bị lọt vô bẫy. Cái ông mà ông trưởng giả đó, ông giàu có quá, ông phú nông, ông mới giăng cái lưới bắt con chim dám ăn cắp lúa của ta. Cho nên ta sẽ đem con chim này, ta quay lên, ta ăn thịt một bữa cho ngon. Tại sao dám ăn cắp lúa? Con chim ăn vũ nó mới khóc, nó quỳ xuống, nó nói rằng tôi sẽ sẵn sàng nạp mạng cho ông làm thịt tôi, nhưng trước khi tôi chết, hãy để cho tôi nuôi cha mẹ. Cha mẹ tôi già, yếu lại mù lòa.
Khi nào tôi nuôi cha mẹ xong rồi, cha mẹ tôi già chết rồi, tôi sẽ đến đây để nạp mạng cho ông. Và ông Phú Nông nghe nói như vậy thì ông Phú Nông như thế nào? Cảm động quá. Thôi từ hôm nay Chim Văn Vũ cứ đến đây mà lấy lúa về cho cha mẹ. Ta sẽ cho chim lấy lúa thoải mái. Ta không bao giờ la, ta không bao giờ bắt chim đâu. Bởi vì chim còn có hiếu hơn cả con người. Và con chim đó chính là con chim Văn Vũ, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các con bây giờ mang tên chim Văn Vũ thì các con phải có hiếu, các con phải ngoan, phải nhớ lời sư phụ dạy. Các con nhớ chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng là khi con đọc xong một câu là toàn thể đại chúng sẽ đọc theo con. Con xin nhớ ơn cha. Con xin nhớ ơn cha. Con xin nhớ ơn mẹ. Con xin nhớ ơn mẹ. Cha mẹ sinh con ra. Cha mẹ sinh con ra. Cho con thân thể này. Cho con thân thể này. Con xin nhớ ơn thầy. Con xin nhớ ơn thầy. Chỉ dạy những điều hay. Chỉ dạy những điều hay. Tri thức và nghề nghiệp. Tri thức và nghề nghiệp. Tiếp sức sống cho con. Tiếp sức sống cho con. Con xin nhớ ơn Phật. Là bậc đủ phước trí. Là bậc đủ phước trí. Khai thị rõ đường mê. Khai thị rõ đường mê. Đưa con về bờ giác. Đưa con về bờ giác. Con xin nhớ ơn Pháp. Con xin nhớ ơn Pháp. Là ngọn đuốc sáng soi. Dẫn con về nẻo chánh. Dẫn con về nẻo chánh. Xa lánh hẳn đường tà. Xa lánh hẳn đường tà. Con xin nhớ ơn Tăng. Con xin nhớ ơn Tăng. Là bậc thầy thanh tịnh. Là bậc thầy thanh tịnh. Giới đức thật nghiêm minh. Bậc mô phạm chúng sinh. Bậc mô phạm chúng sinh. Con xin nhớ ơn trời. Con xin nhớ ơn trời. Đã che chở cho con. Đã che chở cho con. Con xin nhớ ơn đất. Con xin nhớ ơn đất. Cho con đủ vật sống. Cho con đủ vật sống. Con xin nhớ ơn người. Đã cung cấp cho con. Đã cung cấp cho con. Từ miếng ăn ngon ngọt. Từ miếng ăn ngon ngọt. Đến quần áo đẹp xinh. Đến quần áo đẹp xinh. Xin nhớ ơn Tổ quốc. Xin nhớ ơn Tổ quốc. Người lãnh đạo nước nhà. Người lãnh đạo nước nhà. Bảo vệ đất nước ta. Hòa bình và an lạc. Hòa bình và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô.